Vâng, xin chào tất cả các bác. Em xin giới thiệu, em là Khoa, Salon Menica, địa chỉ 112 Nguyễn Chánh. Hôm nay em xin giới thiệu các bác một mẫu xe tầm trung, phân khúc hạng D, rất là đẹp luôn các bác nhé. Phiên bản Mazda 6 2.5, sản xuất năm 2015. Chính chủ biển Hà Nội, rất đẹp luôn các bác ạ. Và đây các bác nhìn sơ qua xe. Phiên bản màu trắng, em xin giới thiệu một chút về xe nhé. Và phía trước, phần phía trước mặt la căng của xe, hệ thống đèn bi này, bi sơ lông này, hệ thống đèn led này và hệ thống led dưới gầm này, bi gầm này, và kết hợp với hệ thống la căng mới tản nhiệt này, mạ chrome này, kết hợp các điểm chấm mặt la căng tạo cho cảm giác xe rất là khỏe khoắn, nhìn rất là sang trọng. Hệ thống rửa đèn pha, và xin mời các bác xem qua một chút hệ thống rửa đèn pha hai bên luôn. Và đấy, phiên bản 2.5 này, phiên bản đủ. Phiên bản đủ này thì có hệ thống cửa nóc này, ghế điện này và la răng to 18 inch. Và đây, xin mời các bác. Đây là dọc theo trục xe là hệ thống giải đèn led kết hợp với cả đèn hậu sau, có hệ thống đèn phản quang và rất là đẹp. Và các bác nhìn này, và hệ thống cảm biến lùi đa điểm dành cho những người mà có khả năng lùi chưa được tốt lắm ấy. Và em xin giới thiệu một chút về khoang cốp sau của xe. Cốp sau của xe rất là rộng rãi, khoang rất là rộng, có thể chứa được nhiều vali lớn, cỡ lớn. Và hệ thống ốp của xe và hệ thống đường cam kết với các bác là gì? Tất cả mọi cái ốp của xe là nguyên bản. Đây đã được che đi bởi các cái tấm thảm mạng lôm. Hệ thống của xe này cam kết các bác là chất lượng xe 100% zin zin luôn, không có đâm va, không ngập nước. Và em xin mời các bác xem thêm khoang cốp sau xe. À, đây các bác nhìn, hệ thống tắp bi cửa phần da và kết hợp với hệ thống loa cánh. Đấy. Ghế da nguyên bản theo xe, hệ thống túi khí quanh xe kết hợp với khoang gió sau dành cho người ngồi sau rất là thoáng và cảm giác mát mẻ hơn rất là nhiều. Mà em xin mời các bác xem thêm phần phía trước của xe. Hệ thống trước của xe và vẫn là tap bi ra cửa này, kết hợp với cả hệ thống loa bâu. Phiên bản cao nhất sẽ có hệ thống loa bâu của các bác nhé. Và ghế lái chỉnh điện 10 hướng này, có vị trí nhớ ghế này, có i-stop chống trơn trượt, cân bằng điện tử AFS đầy đủ hết, vô lăng tích hợp điều chỉnh hệ thống âm thanh, rồi là sting tốc độ full option, có gẩy số vô lăng các bác nhé, gẩy số vô lăng, đề lộ start top và camera lùi màn hình full và có các chế độ lái đủ hết luôn đấy ạ, 3 chế độ lái. Và em xin mời các bác xem thêm khoang trước của xe. Hệ thống cửa lock theo xe này, đây, xin mời các bác xem hệ thống khoang ốp xe. Tất cả hệ thống khoang của cốp của xe còn nguyên zin 100% luôn các bác nhé. Hệ thống máy của xe còn nguyên zin này. À, xin mời các bác. Các cái hệ thống ốc 7 màu của xe nguyên zin 100% luôn nha các bác nhé. Hệ thống chân máy còn nguyên zin 100%. Và em xin giới thiệu sơ qua một chút về xe. Các bác nào có nhu cầu, vui lòng liên hệ trực tiếp số điện thoại trên màn hình. Bên em sẽ gửi chi tiết báo giá cụ thể luôn. Vậy em xin cảm ơn.